chip bán dẫn được sản xuất như thế nào? Các thiết bị kỹ thuật số ngày nay, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân cho đến các hệ máy chơi game, đều sở hữu một sức mạnh tính toán vượt trội. Nguồn gốc của sức mạnh này chủ yếu đến từ các vi mạch hay chip xử lý, mặc dù chúng nhỏ bé nhưng lại chứa đựng hàng ngàn chi tiết phức tạp. Trong năm 2021, thị trường bán dẫn đã chứng kiến một kỷ lục với 1,15 nghìn tỷ chip được giao, tương đương với khoảng 145 con chip cho mỗi người trên hành tinh này. Tuy nhiên, dù chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, việc sản xuất vi mạch không hề đơn giản. Để tạo nên một con chip, cần phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp và chi tiết. Vậy chúng gồm những giai đoạn nào? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tinh Gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Lắng động, deposition. Quá trình sản xuất chip bán dẫn bắt đầu ở tấm wafer silicon. Hầu hết các wafer hiện nay được làm từ silicon chiết xuất từ cát. Đầu tiên, cát sẽ được nung nóng thành dạng lỏng có độ tinh khiết cao, rồi sau đó được kết tinh lại. Kết quả là ta sẽ có được các thỏi silicon nguyên chất có độ tinh khiết lên đến 99,99%. Các tấm wafer silicon sẽ được cắt ra từ một thỏi silicon nguyên chất. Tấm wafer này sau đó được mài cho đến khi bề mặt trở nên vô cùng mịn. Tiếp theo, để tạo nên các lớp của mạch điện tử, người ta sẽ phủ lên tấm wafer một lớp màng mỏng bằng các vật liệu có tính chất dẫn điện, cách điện hoặc bán dẫn, tùy thuộc vào chức năng mà lớp đó sẽ đảm nhận. Đây là bước được gọi là lắng động, deposition. Khi các vi mạch trở nên ngày càng nhỏ gọn, việc thiết kế và chế tạo chúng càng trở nên phức tạp. Sự tiến bộ trong phương pháp lắng động cùng với các kỹ thuật ăn mòn bằng axit và in thạch phản là những động lực chính giúp cho việc sản xuất các vi mạch ngày càng nhỏ theo định luật Moore, đặt ra mục tiêu giảm kích thước và tăng số lượng transistor trong mỗi con chip sau mỗi 2 năm. Những tiến bộ này bao gồm việc áp dụng các loại vật liệu mới và những phát minh giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình lắng động vật liệu, giúp tạo ra các vi mạch có hiệu suất cao và kích thước nhỏ hơn. Phụ chất cản quang, photoresist coating. Sau khi tấm wafer silicon đã được chuẩn bị, nó sẽ được phủ một lớp vật liệu đặc biệt có tên là photoresist, chất cản quang, hoặc thường được gọi ngắn gọn là resist, chất cản. Resist là một chất nhạy cảm với ánh sáng và nó có hai loại chính, loại positive, dương, và negative, âm. Điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại này nằm ở cấu trúc hóa học của chúng và cách chúng phản ứng khi tiếp xúc với ánh sáng. Khi chất cản loại dương bị chiếu sáng, những phần của nó tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị thay đổi cấu trúc và trở nên dễ hòa tan hơn trong dung môi. Tính chất này rất hữu ích cho công đoạn ăn mòn sau đó. Ngược lại, chất cản loại âm khi bị ánh sáng chiếu vào sẽ trở nên cứng cáp hơn và khó hòa tan hơn do quá trình polymer hóa. Loại chất cản dương thường được ưu tiên sử dụng trong ngành sản xuất chất bán dẫn vì nó cho phép tạo ra các đường nét mịn và sắc hơn. Điều này cực kỳ quan trọng trong quá trình in thạch bản, giai đoạn để tạo ra các mẫu mạch cực kỳ chính xác trên bề mặt wafer. Trên toàn thế giới, có một số công ty chuyên sản xuất các loại chất cản này cho ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Fujifilm Electronics Materials, The Dow Chemical Company và JSR Corporation. Những công ty này cung cấp các vật liệu chất lượng cao giúp đảm bảo tiến trình sản xuất chip diễn ra một cách chính xác và hiệu quả. In thạch bản, lithography. In thạch bản là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình tạo ra chip vi mạch vì nó quyết định kích thước của các bộ phận bán dẫn trên chip. Trong giai đoạn này, tấm wafer bán dẫn được đặt vào máy in thạch bản nên nó được chiếu sáng bằng tia cực tím DUV hoặc siêu tia cực tím EUV. Tùy thuộc vào độ phức tạp của thiết kế chip, ánh sáng có thể có bức sóng dài từ 365 nanomet đối với chip đơn giản cho đến chỉ 13,5 nanomet dùng trong các thiết kế phức tạp nhất, cho phép tạo ra các chi tiết siêu nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả hạt cát nhiều lần. Trong quá trình in, ánh sáng được chiếu qua một mặt nạ là bản in của thiết kế mà chip cần có. Bộ phận quang học trong máy sẽ thu nhỏ và tập trung mẫu thiết kế đó lên lớp cản quang đã được phủ trên tấm wafer. Nhờ phản ứng hóa học khi tiếp xúc với ánh sáng, mô hình từ lớp mặt nạ có thể được sao chép chính xác lên lớp cản quang. Tuy nhiên, việc chép mô hình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Quá trình có thể bị can thiệp do các hạt bụi, sự khúc xạ không mong muốn và các vấn đề vật lý hoặc hóa học khác có thể xảy ra. Vì vậy, đôi khi cần phải điều chỉnh mặt nạ để đảm bảo rằng mô hình in được là chính xác nhất có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là thiết kế ban đầu sẽ được làm méo mó một cách có chủ ý. Quá trình này được gọi là in thạch bản tính toán
sử dụng các mô hình thuật toán phức tạp và dữ liệu thu thập được để tối ưu hóa mẫu in. Đôi khi, bản thiết kế cuối cùng có thể trông hơi khác so với mẫu ban đầu, nhưng điều quan trọng là kết quả cuối cùng phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật chính xác. Khắc, etch. Sau khi mẫu in đã được chiếu sáng trên tấm wafer, bước kế tiếp là loại bỏ lớp chất cản quang đã phản ứng với ánh sáng để lộ ra mô hình mong muốn. Quá trình này được gọi là khắc hoặc là ăn mòn, etch. Trong quá trình ăn mòn, tấm wafer được làm nóng và phát triển, đồng thời một số chất cản được rửa sạch để lại một mô hình 3 chiều của các kênh và cấu trúc mà chúng ta mong muốn trên chip. Quá trình ăn mòn phải được thực hiện với độ chính xác cực cao để tạo ra các tính năng điện tử mà không làm tổn hại đến cấu trúc tổng thể của chip. Có hai phương pháp ăn mòn chính, ăn mòn ướt và ăn mòn khô. Ăn mòn ướt là quá trình sử dụng dung dịch hóa chất để loại bỏ chất cản quang, trong khi đó ăn mòn khô sử dụng khí để làm lộ ra hoa văn trên tấm bán dẫn. Các công ty như Lam Research, Oxford Instruments và Siemens chuyên phát triển các thiết bị và hệ thống cho quá trình ăn mòn chip bán dẫn. Chip vi mạch được tạo ra từ nhiều lớp khác nhau xếp chồng lên nhau, giống như một tòa nhà cao tầng vậy, nên điều cực kỳ quan trọng là phải kiểm soát quá trình ăn mòn một cách chặt chẽ. Nếu quá trình này không được thực hiện cẩn thận, nó có thể gây hỏng hóc đến các lớp dưới của cấu trúc chip đa lớp. Trong trường hợp ăn mòn với mục đích tạo ra các khoảng trống trong cấu trúc chip, việc đo lường độ sâu của những khoảng trống này cũng cần phải cực kỳ chính xác. Xét cho cùng với những thiết kế vi mạch phức tạp như 3D NAND, có thể lên đến 175 lớp, việc đảm bảo độ chính xác trong từng bước ăn mòn là cực kỳ quan trọng và cũng ngày càng khó khăn. Cấy ion, ion implantation. Sau khi hoàn tất việc khắc mẫu vào tấm bán dẫn, chúng ta có thể sử dụng một quá trình gọi là cấy ion để thay đổi tính chất điện của silicon, vật liệu chính của tấm bán dẫn. Silicon tự nhiên không phải là một chất cách điện hoàn toàn, cũng không phải là một chất dẫn điện tốt. Đặc tính dẫn điện của nó nằm ở mức độ trung gian nhưng chúng ta có thể điều chỉnh. Cấy ion là quá trình bắn các hạt ion mang điện tích dương hoặc âm vào tấm bán dẫn. Khi các ion này nằm gọn trong cấu trúc lưới của silicon, chúng sẽ làm thay đổi cách mà silicon dẫn điện. Điều này tạo ra những vùng trên tấm bán dẫn có đặc tính điện tử cụ thể, cho phép chúng hoạt động như các bóng bán dẫn hoặc công tắc điện tử, những thành phần cơ bản của một vi mạch. Khi quá trình cấy ion hoàn tất, lớp cản quang còn lại, những phần đã đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ trong quá trình khắc và cấy ion này không cần thiết nữa nên sẽ được loại bỏ. Điều này giúp chúng ta có được mẫu bán dẫn chính xác theo thiết kế mong muốn. Đóng gói, packaging. Toàn bộ quá trình tạo ra một tấm wafer silicon chứa các chip hoạt động là một công việc phức tạp với hàng nghìn bước và có thể kéo dài hơn 3 tháng từ bước thiết kế sản xuất đến cuối cùng. Sau khi một tấm wafer được chế tạo xong, nó sẽ được cắt thành từng chip đơn lẻ. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một loại cưa kim cương rất mỏng và sắc để cắt từng chip từ tấm wafer. Một tấm wafer kích thước tiêu chuẩn thường là 300mm, có thể chứa từ vài trăm đến hàng nghìn chip tùy thuộc vào kích thước của từng chip. Mỗi chip sau khi được cắt sẽ được gắn trên một đế nền, substrate. Đế nền này được làm từ một loại vật liệu, có thể là gốm, hoặc một loại hợp chất kim loại phức tạp, có chức năng chính là kết nối chip với các thành phần bên ngoài, dẫn các tín hiệu đi vào và đi ra từ chip đến các thành phần khác của hệ thống điện tử. Để bảo vệ chip, một bộ tản nhiệt sẽ được đặt phía trên. Bộ tản nhiệt này không chỉ là một lớp bảo vệ cơ học, mà còn giúp giữ cho chip luôn ở nhiệt độ hoạt động tối ưu, thường bằng cách sử dụng các chất lỏng hoặc vật liệu làm mát đặc biệt. Trong ngành công nghiệp đóng gói chip, có nhiều công ty nổi tiếng như Williard, Aya Labs và SPTS Technologies, cùng với Materials Applications, chuyên cung cấp các giải pháp và công nghệ tiên tiến. Họ là một phần của cộng đồng rộng lớn những công ty chuyên môn hóa trong việc đảm bảo rằng các vi mạch sau khi sản xuất không chỉ hoạt động tốt mà còn có thể kết nối và giao tiếp hiệu quả trong các thiết bị điện tử. Chỉ là khởi đầu. Vi mạch sau khi hoàn thiện đã sẵn sàng để được tích hợp vào các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV và nhiều thiết bị khác. Mặc dù kích thước của nó có thể chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng một con chip đơn lẻ có thể chứa tới hàng tỷ transistor, bóng bán dẫn, những linh kiện cực nhỏ điều khiển luồng điện trong mạch điện. Lấy ví dụ, chip A16 Bionic của Apple chứa khoảng 16 tỷ transistor và có khả năng thực hiện tới 17.000 tỷ phép tính trong một giây, một minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của công nghệ hiện đại. Nhưng quy trình sản xuất chất bán dẫn không dừng lại ở việc chế tạo chip, nó bao gồm hàng loạt các bước phức tạp khác
như đo lường và kiểm tra kỹ thuật số chính xác, mã điện để tăng tính dẫn điện, thử nghiệm các chức năng để đảm bảo chất lượng và nhiều quá trình khác. Mỗi con chip phải trải qua tất cả các giai đoạn này nhiều lần để đảm bảo rằng chúng sẵn sàng hoạt động một cách hoàn hảo khi được lắp vào thiết bị của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!